cắt bánh bên dưới nó gì nè các bạn. Nó vừa vàng tới, nó không quá vàng đâu nha. Bánh dễ che nó tơi ra đi. Cái này là mình nướng có một bề đó các bạn. Bánh dễ che cái nè, tươi xốp luôn ha. Các bạn ăn với muối mè hay nước cốt dừa đều được nha. Hôm nay thì mình chia sẻ đến anh chị và các bạn cách làm bánh bò đường thốt nốt. Mình có nửa ký bột bánh bò, thì các bạn dùng hiệu nào cũng được. Ở đây thì mình dùng bột bánh bò Vĩnh Thuận nha. Ở đây thì có sẵn bịch men như thế này, thì các bạn làm bằng bột gạo cũng được đó. Các bạn làm bột gạo thì cái lượng nước nó sẽ giảm hơn tí xíu. Nửa ký bột thì mình sẽ dùng là 450g đường. Tại vì hôm nay là mình dùng nước dừa tươi đó các bạn, thì nó đã có độ ngọt rồi nên mình giảm đường lại. Chứ thường nửa ký bột là phải nửa ký đường ha. Nước thì mình dùng 1 lít nước. Nguyên liệu đã chuẩn bị xong rồi các bạn. Mình làm bột pha sẵn này á thì rất là tiện. Bột bánh bò thì nó có 2 loại nha các bạn. Thường á là một loại có men, một loại không có men. Tại vì nhiều người á có khi người ta ra người ta mua bịch bột bánh bò để về người ta làm bằng cơm rượu các bạn, thì cái đó là người ta xài không men ha. Rồi thì giờ mình sẽ cho bịch men và mình trộn đều nha. Bịch men này là 5g nha các bạn. Nửa ký bột bịch men này 5g. Nếu các bạn làm bằng bột gạo thì các bạn cũng có thể làm bằng men khô này, hay là các bạn làm bằng cơm rượu cũng được. Trộn lên xong rồi thì mình cho nước vào, mình nhồi trước, thì mình cho khoảng nửa lít nước. Mình cho làm sao nó vừa nhồi là được. Còn bao nhiêu tí xíu thì mình đi nấu đường. Các bạn nhồi hay các bạn trộn thì cũng được, trên miễn sao mà cho bột nó đều là được ha. Hôm nay là trời nắng nên mình ủ bột bánh bò nó mau lắm. Sau khi nhồi xong thì mình ủ khoảng 30 phút. Rồi thì mình sẽ đi nấu nước đường cho vào. Nãy giờ là mình nhồi bột được 20 phút rồi các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đậy nắp lại. Dùng cái nắp đậy ngang gì nè. Nếu có trời nắng thì mình đem mình phơi nắng nó sẽ nhanh nở hơn. Mình sẽ mở lửa mình nấu cho nó tan đường ra và nó lên màu gì nè các bạn, lên màu tí xíu cái nó dậy mùi thơm lên thì mình thả cho nước dừa vào. Vậy thì mình làm bánh á nó sẽ thơm á, thơm mùi đường thốt nốt và cái màu của mùi đậm đẹp hơn đó. Đường bây giờ nó tan chảy hết rồi các bạn, cái màu nó cũng hơi đậm đậm hơn rồi nè và nó dậy mùi thơm lắm. Giờ thì mình sẽ cho nước dừa còn lại vào. Rồi thì mình sẽ khuấy trộn cho nó tan đường là được, không cần nấu cho quá sâu đâu nha. Tan đường thì mình sẽ tắt lửa và mình đợi còn ấm ấm thì mình sẽ cho vào trong bột. Bột nãy giờ là mình phơi nắng được 30 phút rồi các bạn, giờ mình dở ra coi nó nở được như thế nào nha. Bây giờ là bột mình thấy nó nở cao hơn là gần gấp đôi lúc nãy các bạn. Đó, bây giờ nó thì nó xốp như nè. Thơm mùi men lắm. Nếu các bạn không biết canh nước đường ấm ấm thì các bạn để muộn hoàn toàn cũng được nha. Còn đây thì mình còn hơi ấm ấm thì mình cho vào, khoảng như là nước mình tắm để các bạn, không quá nóng nha. Cho hết vào luôn. Rồi thì mình sẽ trộn đều lên. Lúc này thì bột có nở xốp vậy nên mình trộn dễ lắm. Các bạn cũng có thể làm nước lọc bình thường, nhưng mà mình thấy làm bằng nước dừa thì nó sẽ xốp bánh và trong bánh ngon hơn. Mình trộn đều thì mình ủ thêm 30 phút nha các bạn. Sau khi mình ủ thêm 30 phút thì mình đã cho vô ca xong rồi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ bánh bò nướng nha. Mình đã thoa một lớp dầu ăn vô chảo này và mình đã đậy nắp để cho nó nóng chảo rồi, thì mình sẽ cho bột rồi mình nướng thôi. Xong rồi thì mình sẽ đậy nắp kín lại và mình nướng với lửa nhỏ nha. Nãy giờ là mình nướng với lửa nhỏ 15 phút rồi các bạn. Bên đây là cái chảo này nó có cái lỗ hơi nè, thì mình nướng khoảng chừng 5 phút thì mình sẽ bít cái lỗ hơi này lại cho bánh nó đầy hơi nó chín. Và trong khi nướng thì mình cũng nên di chuyển cái chảo qua lại nè cho bánh nó chín đều. Khi mà mình nướng khoảng 5-6 phút rồi mình hãy di chuyển nha. Mình di chuyển sớm quá là bánh của mình đó nó còn mềm bột quá thì bánh nó sẽ không đều. Rồi bây giờ thì mình sẽ dở ra. Đó.
Bỏ nước này là gỡ che nó dậy cao lên, dậy cao lên tới trên mặt luôn nè ha. Rồi thì mình sẽ quét một lớp dầu ăn thêm nữa nha, để cho bánh của mình nó không bị khô, khi nướng xong nó bóng mượt nó ngon hơn. Các bạn cũng có thể nướng hai bề, khi mà chín rồi thì các bạn có thể là cái bề mặt này xuống nướng thêm chừng 2-3 phút nữa. Quét xong dầu ăn rồi thì mình sẽ đậy nắp lại, mình nướng tiếp khoảng từ 3 phút nha. Nãy giờ là mình nướng được khoảng 15 phút rồi các bạn. Đó, sau khi mình quét xong thì bánh của mình nó bóng mượt và nó mềm ngon hơn. Các bạn thấy ghẻ kia nó dậy lên, tới lên trên luôn nè ha. Nó nhầm nhầm tới lên trên luôn nè. Rồi giờ tiếp tục nướng nữa nha, mình nướng với lửa nhỏ bình thường thôi. Bánh bây giờ là mình nướng thêm 3 phút rồi đó các bạn, giờ dở ra xem bánh chín chưa nha. Thì giờ bánh đã chín rồi, đã trong rồi nè. Rồi thì mình sẽ tắt lửa nha. Đó, bánh ghẻ che quá chừng luôn. Cho các bạn xem bề dưới bánh như thế nào nha. Bánh bề dưới nó gì nè các bạn, nó vừa vàng tới, nó không quá vàng luôn nha. Nếu các bạn muốn nướng hai bề thì các bạn chở bánh lại. Đó, xong rồi các bạn nướng thêm một bề nữa. Nhưng mà riêng mình thì mình nướng một bề là mình thấy ngon rồi, bánh nó mềm, nó vừa thơm vừa mềm ngon, không bị quá cứng đâu nha. Bánh bây giờ thì cũng còn hơi nóng, mình cũng nha cho các bạn xem bên trong bánh như thế nào luôn nha. Bánh dễ che nó tơi ra đi. Cái này là mình nướng có một bề đó các bạn. Bánh dễ che cái nè, tươi xốp luôn ha. Các bạn ăn với muối mè hay nước cốt dừa đều được nha. Hôm nay thì mình thắng thêm chén nước cốt dừa này. Tại vì hôm trước mình có làm bánh bò nướng thì nhiều anh chị nói là không có nước cốt dừa sẽ không ngon. Đó, bánh dễ che thấy ham lắm, từ trên xuống dưới nó xốp gì nè. Với cách làm này thì các bạn thấy cái bánh của mình nó sẽ được đậm màu hơn và nó thơm hơn nè các bạn. Vì mình nấu nước đường trước á, mình nấu đường trước thì nó sẽ dậy mùi thơm và màu đậm hơn. Chị thì rất là đơn giản mà đã chia sẻ đến anh chị và các bạn cách làm bánh bò nướng từ bột pha sẵn nha. Cách này thì rất là đơn giản, dễ làm. Nếu anh chị và các bạn thích món bánh bò nướng thì hãy thử và biết làm cho gia đình mình dùng nha. Và đừng quên nhấn cho mình một like, một đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra clip nha cả nhà. Mến chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha. Bánh bề dưới nó gì nè các bạn, nó vừa vàng tới, nó không quá vàng đâu nha. Các bạn muốn nướng hai bề thì các bạn